Rồi, ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Online em nhé. Và hôm nay đến cái mùa game rồi anh em ạ, tầm tháng 11, tháng 12 thì thông thường sẽ có rất là nhiều game hay anh em ạ, từ game bình thường, những game siêu cấp hoặc là game đỉnh cao đều có hết. Và nói chung là con game nào mình cảm thấy ok, chất lượng thì mình review và chơi thử cho anh em nhé. Và hôm nay có một con game thuộc thể loại roguelike, hình ảnh đẹp mắt và có build đồ các kiểu thứ thì mình thấy thú vị, mình muốn chơi thử anh em. Các bản demo anh em nhé, anh em muốn tải bản demo thì chơi lên cái phần comment á. Phần comment hoặc phần mô tả thì nó sẽ có link cho anh em chơi, còn anh em có thể mua giá khoảng 73 đến 100 ngàn gì đó tùy vào khu vực mua ha. Ok, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với chơi thử từ game này nha. Time Tracker ha, mình sẽ chơi thử nha. Nói chung là game này mình đánh giá cao về mặt hình ảnh pixel và thiết kế những cái skill và những cái đồ của nó nhìn thú vị. Nên là mình sẽ chơi thử. Trước mắt thì mình sẽ chỉnh âm thanh nhỏ một chút, tại trong trường hợp tí nữa nó to quá mình không nghe anh em không nghe mình nói gì ha. Nhạc thì khá là hay á, nhạc kiểu đúng chuẩn là một cái nhạc pixel. Rồi bây giờ thì đây mình sẽ có rất là nhiều nhân vật mình có thể mở được, nhân vật nữ nè. Đó, đẹp gái không nè, đẹp không? Nè. Thiết kế nhân vật rất là đẹp nha, nhân vật nam cũng rất là ngầu. Ok chưa? Rồi, đây là độ sức mạnh focus survival combat nè. Kỹ năng cái độ linh hoạt của nó nè. Rồi cái sinh tồn, cái này là cái chính xác nè. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ chơi thử cái này bản demo, là chúng ta sẽ không test được những nhân vật khác ha. Mình sẽ chơi thử một nhân vật trước thôi. Và giá nó 73 ngàn cũng ổn định cho anh em. Nếu như mà so sánh thì nó sẽ không bằng Rotato đâu, nhưng mà không bằng cái Vampire Survival đâu, nhưng mà nếu như mắc về mặt hình ảnh và mới mẻ thì mình đánh giá con game này cao. Được chưa anh em nào thích thì có thể mua và chơi thử. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi thử một đoạn. Đây là những khu vực chúng ta có thể đi, từ những chế độ này, đó, có bán đồ các kiểu thứ này, rồi rất nhiều thứ khác để anh em mở. Đó, anh em thấy chưa? Có nhiều thứ lắm. Và đây là cốt truyện của chúng ta ha. Battle Impact, nhân vật này, đạn này. Bây giờ mình chơi thử một đoạn đi cho chắc. Ok. Những con game là chủ yếu là về sau nó sẽ cải tiến hình ảnh với lại phong cách thôi, là mình chơi thôi, không cần phải quá phức tạp thế này đâu. Anh em thấy là game này nhìn rất là đẹp. Mình cũng không có dự định là review những cái con game rồi roguelike cho anh em đâu, mình nói thiệt anh em, nó chỉ kiểu nó cứ lặp đi lặp lại một kiểu chơi á, xong rồi cải tiến thêm hình ảnh thôi. Nhưng mà thật sự mà nói, khi mà mình review á, mình nói có rất là nhiều con game mà nó thay đổi một chút thôi, nhưng mà nhìn nó chất lượng đúng không anh em, nhìn đã. Là thêm năng lượng nè, năng lượng hồi cộng một nè. Cái này là cộng thêm súng à, rocket launcher, lấy rocket launcher chơi cho vui. Đây là những bảng kỹ năng nè, mình có thể gắn thêm đồ các kiểu nè. Wow, upgrade nè, đó mình bỏ vào đây. Ok chưa, thiết kế vào nhân vật. Giờ này có nhiều game chơi kiểu dạng thiết kế giống như vậy lắm, nè thấy không, nó gắn vào hai bên nè, nè đó đó. Ồ đó, nó làm kiểu sci-fi nè, kiểu giống như là ngoài vũ trụ đánh quái vật á. Trước mắt là cái tựa game này hình ảnh nó đẹp, và thứ hai là nó sẽ, mình cảm giác nó không có sử dụng những cái reset đó, những cái nhân vật trong cái bộ thiết kế của game. Mỗi cái người mà làm game á, họ sẽ có một cái bộ làm game, trong đó thì nó sẽ có những cái reset, những cái nhân vật hoặc là những cái đối tượng có sẵn, họ chỉ cần kéo họ làm thôi. Thì đối với con game này mình nhìn vào thì mình cảm giác thôi, là có lẽ là họ đã thiết kế một cách chỉnh chu đàng hoàng theo ý của họ, chứ không phải là như vậy, hoặc là nó cập nhật cái reset mới mình không biết, thì rất xin lỗi anh em. Nhưng mà cảm giác của mình thì nhìn nó thú vị ha. Rồi đây mình có nâng đạn nè, khả năng chính xác nè, lửa ở khi mà bắn trúng nè, lửa nè, đốt lửa ở phía dưới nè, mình có thể gắn gắn ở bên phải hoặc bên trái này nè, đó. Ồ, kìa, có thể là gắn bên trái bên phải tùy loại nữa. Ví dụ như mình nghĩ đạn nổ thì gắn cái lửa ở dưới này sẽ tốt hơn ha. Ok, mình sẽ đánh thử đó. Quái vật nó ra nè. Nhạc hay không anh em? Nhạc hay đúng không? Đây có gì đây? Bãi bốt à? Cái này giống như cái bông quái á. Mình sẽ thử tiêu diệt nó thử coi được cái gì không. Lên level. Cái này là sẽ tăng cái phạm vi của đạn nè. Đạn ngưng 2 nè, chain weapon, attack mod nè, đổi dạng đạn nè. Nhiều thứ để anh em chọn lắm. Âm thanh cũng sống động quá nha. Đây mình có thể gắn vào đây. Mới vô thì mình cứ chơi trải nghiệm thôi, với lại mới vô thì mình sinh tồn cũng chưa cao đâu. Càng về sau thì mình chơi mình sẽ có nhiều kinh nghiệm. Và những dòng game này thì nó thiệt anh em, mình đang có thể sưu tầm cả bộ cũng được. Một cái tựa game này, 10 tựa game này thì chắc mới bằng một tựa game AA thôi. Và chơi để lại rất là cuốn, có yếu tố chơi lại rất là cao. Ok không? Nè, cánh tay nè. Mình thì review thì mình sẽ cố gắng gắn rất là nhiều thứ ha, gắn nhiều thứ để trải nghiệm. Nó đổi luôn chứ nó không có được gắn vào. Vậy là nếu mình chọn quá nhiều cái thứ này nó sẽ không có tốt anh em nhé, không tốt lắm.
tại vì nó sẽ nâng cấp theo cái hướng của nó. Ví dụ anh em gắn hai cái này vào thì nó xong cho này, tại vì nó là vũ khí chính nè. Ok không? Nó sẽ không tốt lắm. Còn này thì anh em thấy là mình không thể gắn vào được. Nó chỉ có tay trái hoặc tay phải thôi. Hoặc là mình có thể unlock ra thành cái này là cái siêu. Ồ, cái bàn tay này nè. À nó đấm, cái này nó đấm. Kìa đấm anh em ơi. Ồ, mình có thể là tí nữa mình có thể nghiên cứu và mình chế nó. Mình chế cái tay trái là mình bỏ thành súng phóng lựu đi ha. Nhạc hay anh em, nhạc hay. Cái này nó có bể không ta? Mình đánh hoài cái cảm giác nó không bể anh em. Cái này nắm tay, cái nắm đấm này là nắm đấm cận chiến nha. Đây mình có thể nâng cấp thêm nè. Ok. Mình bỏ vô thì nó sẽ nâng cấp lên. Ủa không, không nâng cấp được. Upgrade. Hai cái này giống nhau thì sao upgrade được ta? Upgrade. À bấm vào đây upgrade nha. Rồi cái này thì chúng ta có thể phân tách ra nè, recycle ra nè. Mình có ba cái mà recycle ra để mấy tí mình có thể dùng nó để nâng cấp một slot thêm slot trang bị khác. Nói chung là game này nó sáng tạo hơn đó. Nói chung là mỗi lần game này nó sẽ cải tạo thêm một chút, nhưng mà miễn sao là nó bánh cuốn là mình chơi được ha. Đây có một supply vậy bên này nè. Cái này nó tính là supply rồi nè. Này là cái gì đây? Nó xui, nó đúng cái chỗ bao quái luôn, nên mình tưởng cái supply nó bị cái gì chứ. Cái này to nè, ok. Bỏ vào thì nó sẽ thêm những hưởng, nó nổ ra, đạn nổ ra nè. Đạn nổ ra thêm lần nữa. Khá là hay ha. Anh em thấy hình ảnh là anh em cũng thấy là chất lượng đúng không anh em? Hình ảnh rất là chất lượng ha. Mình đánh giá rất cao cái việc hình ảnh này. Đây là một cái glass. Nếu như mà đồ mình giống ở trên này thì mình lấy vào mình sẽ nâng cấp được luôn. Còn không thì thông thường cái này nó tính là weapon. Weapon thì mình không nên lấy nhiều. Weapon nó chỉ có hai loại thôi, anh hiểu không? Nhưng mà mình thử cái này thôi, thử vũ khí mới. À, thử cái vũ khí mới ha. Cái này mở thêm một slot thì tốn 6 ngọc. Rồi mình thử ra cái này nó sẽ đánh ra cái gì. À nó sẽ xoay anh em. Nó xoay, nó là lưỡi dao xoay. Ồ nhưng mà nó không có nhiều đâu, nó sẽ có đồ nghỉ đó, đồ trẻ đó. Ok. Mình sẽ chơi theo dạng cận chiến. Ok cho anh em nhìn cuốn không? Nhìn hay không? Đây mình có thể nâng cấp cái này lên. Nhưng mà cái đạn nó sẽ không, mình cảm giác nó không hiệu quả với cái này đó anh em ạ. Nên là chắc là mình sẽ bỏ cái đạn vô nó sẽ ngon hơn. Mình sẽ có thêm một lối chơi được xa. Còn cái này mình không cần, mình có thể recycle ha. Để mình tắt nó đi. Đấm mạnh lắm anh em, đấm mạnh lắm, đấm nổ anh em, đấm mạnh nổ lắm. Cái đấm này build với lại đạn nổ khá là ngon nè. Nên nó nổ không? Đó. Quá dữ này, cộng máu là mấy cưa là trên sâu nè. Thử trên sâu men coi. Thử trên sâu men thôi nha. Mình thử unlock này được cái gì. Rồi mình bỏ đây. Được luôn anh em, bỏ được luôn nè. Vậy là mình vừa có lưỡi cưa, vừa có đạn và vừa có một cái súng nhỏ. Vậy là mình có thể sử dụng nhiều weapon một lúc anh em ạ. Nhưng mà lưỡi cưa thì cũng còn tùy. Trên sâu men. Tí nữa mình chụp tấm hình làm thum nha. Để làm chụp tấm hình trên showman khá đẹp. Đây mình bỏ vào đây làm đẹp. Chụp tấm hình nha. Nó cần phải có thời gian để hồi chiêu anh em nhé. Đó, trên showman. Ok, thì tự game này thì nó như vậy thôi. Anh em nào yêu thích thì có thể trải nghiệm chơi thử nha. Còn nếu anh em có điều kiện là đem mua game chơi. Mình đánh giá là game này cũng tốt. Hay, hình ảnh đẹp. Có thể nói là gần như đẹp nhất trong những con game mình từng chơi luôn. Vừa hoàn thành cái màn luôn. Quá đã. Và chúng ta có một cái cơ chế là chúng ta đi từng màn. Chọn màn đi các kiểu nó cũng thú vị hơn. Đỡ bị nhàm chán khi mà anh em chơi tới cho luôn một màn. Ok không? Đây, nó sẽ có rất là nhiều khu vực cho anh em mở rộng ra nè. Được chưa anh em? Rồi, chúc anh em chơi game vui vẻ. Và hẹn gặp lại anh em trong các video sau nha. Bye bye.